ngày 5 tháng 5, Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt hai nghi phạm liên quan vụ một thanh niên bị tai nạn tử vong trong lúc đuổi theo kẻ cướp. Theo thông tin ban đầu, hai nghi phạm cướp giật là Điền Đức Huy, 25 tuổi, ngụ quận 12 và Phùng Tấn Thành, 24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn. Tối ngày 24 tháng 4, sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi rồi xảy ra tai nạn trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, hai nghi phạm đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua điều tra truy xét, Công an quận 12 đã bắt giữ cả hai. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra. Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, đêm 27 rạng sáng ngày 28 tháng 4, Công an quận 12 phối hợp với một số đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, khiến một người tử vong. Khu vực hiện trường còn có một biển số xe máy nghi là của người liên quan đến vụ tai nạn trên. Theo lời kể của người dân, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, họ nghe tiếng chi hô cướp và thấy một thanh niên chạy xe máy đuổi theo hai thanh niên đi trên một xe máy khác trên đường Nguyễn Văn Quá, hướng từ đường Trường Chinh về chợ Cầu. Trao đổi với Tờ Trẻ Online, ông Cao Xuân Tuấn, chú ruột của nạn nhân, cho biết anh Đờ từ Nghệ An vào nhà người thân ở thành phố Hồ Chí Minh được 2 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.